Chiều ngày 26 tháng 9, trên quốc lộ 39 đoạn qua khu vực Dốc Lã, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô khách và xe đạp, làm người điều khiển xe đạp tử vong. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17 giờ giữa xe ô tô khách biển kiểm soát 18B01961 do anh Nguyễn Văn Hải ở giao tiến giao thủy Nam Định điều khiển đi hướng Hà Nội Hưng Yên đến khu vực trên đã va chạm với xe đạp do ông Đoàn Văn L, 81 tuổi ở xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động điều khiển. Hậu quả ông L tử vong tại chỗ. Ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.